the man voya hay hơn rồi lúc đó phải bao nhiêu tuổi con 4 tuổi là lập gia đình rồi rồi việc con phải cần gì phải chia sẻ cho mọi người dạ thì con đã bao gồm 2 tháng thì biết được mình bị chấn thương có bầu 2 tháng thì không biết là con bị chấn thương rồi mày tạm nói lại cho linh con con bầu được 2 tháng thì con biết được con bị chấn thương bác sĩ kêu con là phải bỏ cái thai này và con đã không đồng ý con vẫn cố gắng và con kêu chồng con về ghi lại cho con cái tờ giấy cái lòng thương xót Chúa con giữ trong tay và con vẫn viết giấy cam kết tận 8 từ con chấp nhận giữ được con phải chấp nhận tất cả rồi con dâng lên cho Chúa trong khi cái giờ mổ người ta không cho con cầm tờ giấy đó con cầu xin kê người ta cho cầm và khi con cũng không tin lắm con vẫn lên bệnh viện ung bệnh viện từ dù người ta cũng nói là có khả năng dị tật kêu con bỏ đi nhưng con cũng không chịu và con giữ cho tới khi ngày con sinh khi con lên sinh thì con vẫn cầm cái tờ giấy đó và cái tiếng khóc của đứa con của con ra đời con trong khi con ngủ con chỉ cầu nguyện với Chúa lạy Chúa đứa con của con là do Chúa tạo từ nay trở đi mọi sự của nó dâng cho Chúa hết và sau này con cũng muốn dâng cho Chúa để nó làm chứng cho lòng tin của Chúa lòng tin của con với Chúa và khi con sinh ra thì con có hỏi bác sĩ có bị gì không bác sĩ bảo con là chỉ thiếu cái bướm thôi không thiếu cái gì hết cái bướm có nghĩa là cái bướm là bữa hôm có bố với mọi người từ Hà Tĩnh đi vào đây bọn con không biết đường đi nhưng mà con cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi giờ bố và mọi người đi vào xin ơn con không biết đường bọn con cũng không biết chúng con bắt xe buýt cho tới xuống xe cũng không biết đường bắt có một bác gái là kêu bọn con là có phải bọn con tới giáo điện tin mừng không sang bên đường bắt xe tuyến 72 và bọn con đã đặt xe cho tới tận nơi khi ra về bọn con có 2 chứng minh không kịp bắt xe về rồi đi xin đi nhà nghỉ người ta cũng không cho con lại cầu nguyện tiếp Chúa ơi giờ bọn con không biết nơi ăn trốn nghỉ như thế nào Chúa giúp bọn con với thế là từ có một người giống con của chú hình như là chú Đức ấy. Chú Đức chở bọn con về cho bọn con ăn ở tại nhà chú cho đến ngày mai bọn con về tới Bình Dương. Dạ, nó được 2 tuổi rưỡi, nó cũng mới nói được 2-3 từ thôi. Nó tên là gì? Francisco Xavier Nguyễn Hoàng Long. Chúa mà cứ theo kiểu của nhân loại của thế gian tính toán thế gian thì chắc chắn là nó không còn hiện diện ngày hôm nay ở đây bên Giang để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa vì người ta bảo là mẹ nó bị lúc mang thai bị vượt thừa và bị mổ thuốc vân vân và bây giờ nếu mà giữ nó thì khó mà có thể trở thành một đứa bình thường mà bên Giang nhân nhìn thấy nó chưa đó. Chúng ta tạ ơn Chúa vì trong bất cứ hoàn cảnh nào Chúa cứ ra tay nếu trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan mình không biết chạy đến với ai thì chỉ có chạy đến với rồi hai mẹ con lại nhận món quà của Giáng sinh lòng thương xót thưa chị em đấy là một trường hợp thứ ba mà chúng ta thấy là trong cái hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan không biết nghe ai được như vậy. Các bác sĩ bảo là bây giờ nó bị
mẹ đi về khổ rồi thời như vậy mang thai như vậy thuốc mẹ nó bảo thì khó lắm. Con bé này vẫn cương quyết biết tự cam kết nó phải có một đồng tiếng thác mạnh như thế nào nó mới dẫn. Thì lời của bác sĩ đâu phải là lời nói đùa, đâu phải lời nói dẫn, đâu phải lời nói chơi, mà tương lai cũng thấy mù mịt vô cùng mà nó dám tiếng thác như vậy. Rồi khi mà đến giới điểm tin mừng này ra về tuyên xem ở đây chỉ biết đi xe buýt 72 là từ chợ Bến Thành đến đây mà cứ sắp xếp sao đi ngang một đúng đã từng chỉ bước vào chừng 100 mét và tới giới điểm tin mừng thì em thấy chú sắp xếp chứ. Nhưng mà có điều là đến đây rồi thì đêm và không biết ngủ ở đâu. Những trung tâm hành hương khác thì người ta có những nhà trọ, có nơi thì có cả nhà 5-6 tầng rồi có phải máy lạnh rồi cái đầy đủ mọi tiện nghi cho khách hành hương ở lại trọ. Còn ở đây thì nó nghèo mà rớt mùng tơi, mà nghèo không có mùng tơi để rớt. Thì đấy đâu không phải nhà trọ, đấy đâu mà thang máy, đấy đâu mà máy lạnh cho bà con đến đây có nhà trọ. Có nhiều người đến đây tối mới ở lại, nói gì thì không có chỗ ở. Giáo điểm nó cứ xuất chúa mà có nhà, còn nó cứ xuất chúa đâu có nhà. Chị coi cái chú sinh ra ở đâu, ăn bên đen, và chú chết ở đâu. À, chú chết ở trên tập tự, chứ có con tài đâu. Và sinh ra hắn bê em bỏ lừa, chứ có ở trong niềm ấm chân đêm đâu. Thì thôi giáo điểm tin mừng đã chọn lòng chú thương xót làm bổn mạng. Ta lấy lòng thương xót Chúa để bao phủ trở tre. Thì chấp nhận thân phận của những Giuse Maria đi lang thang không có nhà trọ. Nhiều anh chị em đến đây đã cảm nhận cái điều đó. Lang thang không có nhà trọ, không có người quen, mà họ vẫn đến, họ dám đến, họ lưu họ đến từ mái Tuyên Quang, từ mái Nghệ An, từ mái Hà Tĩnh, quanh mà cứ đến những cái con bé vừa rồi tôi vừa kể là trong rất nhiều trường hợp mà đêm nào chúng tôi cũng phải nghiến răng cắn lợi lại mà nói là ở đây không có chỗ chọn, không được phép chọn. Thưa anh chị em đau lắm, xót xa lắm, nhưng như thế mới là lòng thương xót, như thế mới là sự tín thác. Thì vì đến đây mà biết chắc đường lối đi, đến đây mà biết chắc là mọi sự an toàn, đến đây mà biết chắc mọi sự được tổ chức chặt chẽ nghiêm ngặt, rồi mọi tiện nghi tận răng, máy lạnh có, phòng nào có, cấp nào cũng có, phòng dành cho cha, phòng dành cho thầy, phòng dành cho sơ, phòng VIP cũng có, người nông dân mà có tiền là vô phòng VIP cũng có, thì nên chúng tôi phải lương, có lương như vậy, thì thưa anh chị em ở đây không có. Không muốn không chẳng được, mà không chẳng muốn điều đó là cái gì? Vì lòng thương xót Chúa không muốn điều đó. Thì khi người ta đến mà người ta tìm đủ mọi thiện nghi thì ta có còn tin thác không? Hả? Người ta đến đủ mọi thiện nghi ta còn tin thác không? Không thưa anh chị em, ta không cần tin thác thì ta đâu còn cần gì phải tin thác nữa, an toàn hết rồi. Nhưng mà bây giờ đến mà không biết rằng là tìm cái đường đến cho điểm tin mừng không biết thì cứ đi. Và đến xong rồi không biết đến nay về đâu với em. Đến nay ai đưa em về, đến nay ai đưa con về, mình con trên đường phố vắng, đến nay ai đưa con về, ai đưa, đó là lọc tin thác thương xem. Ông có tình trạng tin thái thế nào không?